cái đường đó thì cái không đồng đẹp lắm, có một miếng đất đồng đẹp hai mặt tiền hay một mặt tiền hai mặt luôn hai mặt luôn, nhưng mà Mỹ em nói là cái đường đó thì nó được xuống nó hơi nhỏ. Dạ cho cháu vô ngồi đợi tí. Đường đi bên bên kia thì nó to hơn, còn bên mé thì không, bên 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 em thì nó hơi nhỏ. Ngày xưa con này đường bự hơn ha, ngày xưa con này bự mà không biết ai gian đó ta. Để đi đúng là cái bộ bên này bự hơn bên kia nhiều đó. Ở cái bên kia từ lúc mà chỗ với lại mai mốt thì giả sử như mình công an huyện nó lên Nó tòa thì nó được, chắc chắn nó sẽ mở rộng ra đi. Nó không lo, nó sẽ được nhiều đó thôi, chả ai đi cuối xuống đường địa biển này. Nói là làm thì đường nó phải mở rộng ra, nó phải làm cái đường đi chuẩn nhất. Đất của nước hai hồ đó bán nhiều lần